Ok, Thích Nhật Từ mời. Ok, mời Nguyễn Phương Hằng lên, vợ chồng Dũng Lò Vôi lên, có cái tấm hình đó, Thích Nhật Từ chụp chung Nguyễn Phương Hằng để kiếm cho quý vị coi. Thích Nhật Từ mới mở công ty trách nhiệm hữu hạn, thấy không, Phật giáo ngày nay. Đó, công ty trách nhiệm hữu hạn này á là đứng tên không phải là giáo hội mà đứng tên của Trần Ngọc Thảo. Vô trong này bắt đầu ca ngợi vợ chồng Quỳnh Vĩ Dũng đồ danh nhân Nguyễn Phương Hằng, đúng chưa? Rồi xong thì qua cái ông Nhật Từ này á, bà Hằng mới theo dõi cái vụ bắt đầu ổng mới quánh thiền am bờ vũ trụ. Nó gọi là thủ pháp marketing, à marketing mua thần bán thánh mà marketing bằng 4.0, à nó dữ dằn lắm, không có phải giống như quý vị nghĩ đâu. Rồi thế cháu gửi mẹ cháu ở đây nhá, thế các thầy lo cho, thế kinh phí bao nhiêu ra bàn thư ký, thế mỗi người 2 triệu, mẹ cũng giống ở khách sạn trên bà luôn, đâu khác gì đâu. Khóa tu tập tại chùa Ba Vàng, tên gì? Pháp Giang, có biên nhận luôn, đóng dấu ban trị sự. Tên gì? Pháp Giang, 2 triệu, à giải bông anh ra trái chủ, à trả tiền làm 2 đợt, đợt 1 giải bông cúng anh ra trái chủ. Đấy, tổng cộng chi phiếu tiền sinh hoạt tại chùa đóng góp, thế là cái này là bên cái phần này, là thế là phần này là cúng dường trai tăng 2,5 triệu, anh ra trái chủ 3,5 triệu, cúng giải vong hành thánh 4 triệu, tổng cộng 10 triệu. Thế đưa cái ngọt chết dấp lắm, đơn giản xé cái to ra, cúng quan gia trái chủ. Thư ký làm việc âm âm điện thoại gọi tùm lum live stream. Hồi xưa quý vị coi lại mấy video cũ hay tôi nói thiệt với quý vị vậy luôn á, cúng bắt đầu xong mà thử xếp hàng vậy không, ký vô giao cho trung ương quản lý, bây giờ chịu vô giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa, chịu chưa, chưa chịu quýnh mày nữa.